Ủy ban nhân dân phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội đã tạm dừng hoạt động đối với cơ sở giáo dục mầm non Độc Lập Dinh Dinh sau khi bị phụ huynh tố cho trẻ 1 tuổi ăn mì tôm. Trước đó, một phụ huynh đã đăng tải bài viết lên Facebook với nội dung: Hiệu trưởng một trường mẫu giáo ở khu vực phường Phương Mai cho học sinh hơn một tuổi ăn mì tôm 2 lần một tuần. Đi kèm bài đăng là ảnh chụp mâm có 8 bát mì và vài hộp caramel. Bên dưới phần bình luận, phụ huynh còn chia sẻ hình ảnh các bữa ăn bán trú khác của trẻ như bát cháu loãng không thịt, được nấu với nước lèo và rau xay nhuyễn, bún nước lèo nhiều nước. Theo phụ huynh, học phí mỗi tháng là 4,35 triệu đồng, trong đó riêng tiền ăn là 50.000 đồng trên một ngày. Ủy ban nhân dân quận Đống Đa đã chỉ đạo ban liên ngành quận phối hợp Ủy ban nhân dân phường Phương Mai tiến hành xác minh và xác định sự việc trang xảy ra tại cơ sở giáo dục mầm non độc lập Dinh Dinh tại phường Phương Mai.